Ok và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Bonmi đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi Minecraft sinh tồn 1.15. Yeah. Ok, thì rất xin lỗi các bạn luôn. Thì mình đã lỡ tay sót đi cái map cũ các bạn ơi. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu một cái map mới các bạn. Thì mình đã tạo một cái thế giới các bạn ơi. Wow, rất tuyệt vời luôn các bạn. Đây là một cái rừng gỗ sồi nha các bạn. Có xen kẽ những cái cây cổ bạch dương này các bạn ơi. Khá thuận tiện luôn. Đấy. Thì mình nghĩ là mình mong là sẽ tìm được những chú ong trong cái thế giới này. Đấy. Mình rất thích tìm những chú ong các bạn ơi. Wow. Wow các bạn, thì có thấy cái cây cổ thụ kia bự không? Cái cây đó chặt hơi lâu các bạn. Wow. Đấy. Mình sẽ lên đây một tí nha. Wow, thì các bạn đã thấy cái avatar mới của kênh mình không các bạn? Đó, thì cái ấy là cái avatar là một người bạn của mình đã vẽ giùm cho mình các bạn ơi, khá là đẹp luôn. Wow, có những chú heo nè các bạn. Thì mình nghĩ là mình sẽ chặt một gỗ đi, sẽ lấy hết gỗ ngay đây các bạn. Hãy lấy luôn cây gỗ này. Thì nếu bạn nào thích series của mình thì đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh cho mình nha các bạn ơi. Thì mình sẽ lấy luôn đá luôn các bạn ơi, rất là thuận tiện luôn. Đây, lấy luôn đá đây. Mình sẽ làm luôn một cái cúp nha các bạn, không làm rìu các bạn ơi. Cúp. Đấy. Rồi mình sẽ lấy tầm 20 cục đá đi các bạn. Đấy, mình sẽ lấy tầm 20 cục đá nha các bạn. Wow, thì mình đã có tiến trình đồ đá các bạn ơi. À thì ở cái phần trước mình chơi đó thì mình không có để ý tới tiến trình này các bạn. Đấy, thì các bạn nói mình là anh hơi hãy thực hiện những cái tiến trình này đi. Thì ok, mình sẽ làm những cái tiến trình này các bạn ơi. Để rất xin lỗi luôn các bạn ạ. Những cái phần trước là mình không có làm cái tiến trình nữa các bạn ơi. Ok, thì mình sẽ làm những cái tiến trình này. Thì mình đã thi xong các bạn ơi, bây giờ chỉ còn chờ điểm kết quả thi thôi các bạn. Thì mình biết các bạn này trong cái kỳ thi á, thì những bạn nào thi xong rồi á thì đừng quên là xem video của mình, thì đặc biệt là chia sẻ và like clip của mình nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn ủng hộ các bạn ơi. Đấy. Lấy tầm 30 cục đi. Wow. Đấy, thì mình sẽ làm lên đồ đá hết luôn nha các bạn. Mình sẽ làm chế thêm gậy đi. Đấy, 9 cây gậy nha các bạn. Đấy, sẽ làm một cây rìu này. Một cây cúp này. Wow, một cây kiếm đi nha các bạn. Đấy. Ok, thì mình sẽ lên đây khám phá một tí nha các bạn ơi. Thì mình nghĩ cái tập đầu tiên của mình sẽ không có đi mai đâu các bạn. Tập đầu tiên của mình sẽ không có đi mai đâu. Tại vì mình để dành thời gian cho đi mai những cái tập sau các bạn ơi. Tập đầu tiên mình sẽ không có đi mai các bạn ơi. Đấy. Wow. Thì cái phiên bản này á, nó không có Optifine á, nên mình sẽ không có cài cái shader được các bạn ơi. Thì nếu mà bạn nào thích cài shader á, thì mình sẽ đợi cái Optifine nó ra nha các bạn. Đợi cái Optifine ra thì cái máy mình nó sẽ giảm lắc hơn. Từ khúc đó mình sẽ cài shader. Oh, wow. Wow các bạn ơi, gian này nữa các bạn ơi. Wow. Vời. Ây. Lần đầu tiên mà mình chơi sinh tồn mà mình gặp được gian này luôn các bạn ơi. Wow, nhân lên đây. Hello anh nông dân. Wow các bạn. Wow, có cả Iron Golem nữa các bạn. Wow, anh ấy trao đổi củ dền được ngọc lục bảo các bạn ơi. May mắn, khá là may mắn luôn các bạn. Ôi, chỗ này nó bị cái gì các bạn? Như là bị Creeper nổ hay các bạn? Hay là nó bị lỗi gì các bạn ơi? Wow, có cả cái chuông nữa các bạn. Ấy. Wow các bạn, mình nghĩ là mình sẽ chơi một ít đồ của dân làng các bạn ơi.
mình sẽ vào cái nhà này, mình sẽ qua từng nhà để rồi mình trước tiên là mình sẽ lấy cái giường trước đây các bạn. Đấy, sẽ chờ một cái giường trước các bạn. Đấy, mình sẽ đi từng nhà để mình coi thử có cái đồ gì hot cho mình chơm các bạn ơi. Thì lần đầu tiên mình gặp được dân làng ấy. Wow, khá là may mắn luôn các bạn. Cái thế giới này khá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. À thì các bạn, tại mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao là cái giường này nó thành cái giường này các bạn ơi. Thì hiện tại là hôm nay là Giáng sinh đó các bạn. Mình quay clip là ngày 24 đó các bạn ơi. Hôm nay là Giáng sinh đấy, nên cái giường nó đổi thành Giáng sinh như vậy các bạn ơi. Wow các bạn, có cả bánh mì và ngọc lục bảo luôn các bạn ơi. Wow, rất là may mắn luôn các bạn. Tuyệt vời. Còn mình sẽ đi từng nhà các bạn ơi. Có cả cùi các bạn, mình sẽ không sợ mắt, không có sợ thiếu đồ ăn các bạn. Wow, cái làng này cũng khá là nhỏ các bạn. Cái gì các bạn? Đấy, cái thợ làm đồ da các bạn ơi. Wow, khá thuận lợi luôn. Mình sẽ xây dần cái, mình xây một cái nhà gần dân làng các bạn ơi, để thuận tiện cho có việc mà trao đổi đồ ấy các bạn. Wow, có cả yên cửa đó các bạn, tuyệt vời. Yeah. Các bạn, mình sẽ mặc luôn cái bộ đồ này nha các bạn ơi. Đấy, các bạn nhìn bộ đồ của mình xịn sò không các bạn? Thì mình sẽ một cái dân làng này nó khá là ngắn luôn các bạn. Mình sẽ đi xuống đây thử có gì không. Ủa, nhìn này là hết rồi các bạn. Và mình sẽ lấy một cái hạt giống của những anh dân làng nha các bạn. Để tập sau á mình có thể xây cái thứ ấy, mình sẽ lấy một ít hạt giống hoa các bạn ơi. Rất là may mắn luôn. Mình tưởng là cái tập này mình sẽ, hy vọng là sẽ có cà rốt các bạn ơi. Hình như cái phần trước mình chơi á thì mình đã không có cái cà rốt các bạn. Mình không thể nào dẫn heo về nhà nuôi được các bạn ơi. Mình hy vọng là mình sẽ tìm được cà rốt các bạn. Mình sẽ lấy một ít lúa các bạn ơi. Mình cái này mình chỉ mượn tạm thôi các bạn. Từ từ mình sẽ trả các bạn ơi. Cà rốt này các bạn ơi, rất là may mắn luôn. Sẽ lấy những cái chín rồi nha các bạn. Hy vọng là mình sẽ có cái cà rốt các bạn. Ở đây các bạn ơi, cà rốt này các bạn. Đấy, mình sẽ lấy cà rốt các bạn ơi. Mình sẽ lấy về mà sẽ không ăn các bạn. Khó tay luôn các bạn ơi. Mình sẽ lấy về mà không ăn các bạn ơi. Mình sẽ ăn bánh mì trước thôi. Thì để những cái thứ này á thì mình sẽ trồng các bạn ơi. Đấy, sẽ qua đây nữa, còn qua đây nữa các bạn. Wow, tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn nghĩ mình có nên xây nhà gần dân làng không các bạn ơi? Thì đây, cái này thì từ từ đi các bạn, tại vì nó không có chín ấy. Từ từ đi. Thì mình nghĩ là sẽ đi chặt một ít gỗ để chuẩn bị gỗ. Có cả bí ngô luôn các bạn. Wow, tuyệt vời các bạn. Thì qua sẽ lấy một cái cục bí ngô đó các bạn ơi. Tuyệt vời các bạn. Mình nghĩ là rất là may mắn luôn các bạn ơi. Có hai cục bí ngô luôn các bạn. Một cục nó bị che bởi một cái cây ấy, không thấy được. Wow, có bí ngô. À thì các bạn, lúc mà mình tạo thế giới ấy, mình đã tạo thế giới mình hình như ở khu bên này nè các bạn. Có một cái vùng đất tiết ấy. Mình nghĩ mình sẽ làm người tiết để chuẩn bị cho Giáng sinh các bạn ơi. Hay, khá là thuận tiện luôn. Mình sẽ chặt gỗ nha các bạn. Thì mình chỉ chặt gỗ để chuẩn bị gỗ cho tầm sau mình xây nhà các bạn ơi. Mình không có muốn ngủ ngoài đường và ngủ nhờ những nhà của anh dân làng các bạn ơi. Đấy, từ từ mình sẽ đi mai sau nha các bạn. Đấy, mình sẽ chặt gỗ các bạn. Sẽ pha một ít gỗ ở đây. Chặt rất nhiều gỗ để chuẩn bị cho tầm sau ấy. Xây nhà các bạn. Gỗ và cả đá nữa nha các bạn. Trời đã tối các bạn ơi, trời đã sắp tối rồi. Phải làm nhanh lên. Sẽ chặt một thêm 3 cây nữa đi. Thì ở cái chơi, cái tập chơi này mình đã thấy được một cái các bạn có biết cái con trâu không các bạn ơi? Thì cái con trâu mà của cái bọn mà cướp dân làng ấy. Đấy. Thì cái con trâu đó rất là mạnh luôn các bạn ơi. Mình không muốn gặp cái con trâu đó các bạn ơi. Thì các bạn nào á mà có cái cách mà để chống lại cái con trâu đó á thì cứ comment bên dưới cho mình nha các bạn. Trời sắp tối các bạn ơi, mình sẽ đi ngủ các bạn. Mình sẽ đặt cái giường đại để mình ngủ các bạn ơi. Rất là sợ zombie các bạn ơi. Tại vì mình không có đủ khả năng mạnh ấy. Mình không có mạnh ấy các bạn. Mình rất là sợ lũ zombie luôn. Mình đã lấy được cái giường các bạn. Đấy. Mình sẽ ngủ gần đây luôn các bạn. Đấy. Wow,
Một đêm đầu tiên ngủ ngoài đường các bạn ơi. Là những cái đêm sau mình sẽ khắc phục các bạn. Lấy cái giường này luôn. Đấy. Có cả một cái hang các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ xuống hang các bạn ơi. Thì mình chắc mong là các bạn cho mình xin một cái lệnh là keep inventory nha các bạn ơi. Tại vì mình không có giỏi trong việc sinh tồn ấy. Mình sẽ xin cái lệnh keep inventory nha các bạn. Đấy, thì mình chỉ xin cái lệnh này thôi các bạn ơi. Tại vì mình không có giỏi trong việc sinh tồn ấy. Nên mà nếu mà mình mắc đồ cũng khá là tiếc. Nên mình xin cái lệnh này nha các bạn ha. Thì mình nghĩ là mình sẽ vào. Bây giờ mình sẽ đi xuống cái hang này để khám phá những. Chỉ cần lấy một ít sắt ấy. Vọng là sẽ có sắt ơi. Cái hang này không được các bạn ơi. Bên này nè các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ xuống và lấy một ít sắt các bạn ơi. Hy vọng sẽ có sắt. Đấy. Một cái hang này cũng có than nữa các bạn. Wow. Mình sẽ làm đường về đúng đi. Đấy. Wow. Mới đặt cái đúc lên là đã thấy sắt các bạn ơi. Thế là may mắn luôn. Mình sẽ lấy than và sắt ra khu này các bạn. Đấy. Một cái khởi đầu rất là mắn cho một cái thế giới mới các bạn ơi. Rất xin lỗi luôn các bạn, cái thế giới cũ mình đã lỡ tay vào, mình cài cái software các bạn. Mình cài sau thì mình đã lỡ tay, ở đây các bạn, mình sẽ cho các bạn xem luôn. Ở đây là mình đã cài một cái software này các bạn. Mình cài xong mình đã lỡ quất luôn cái xó luôn mày cái thế giới các bạn ơi. Rất là buồn luôn các bạn. Mình cài tên lum la các bạn ơi. Mình lỡ tay xó luôn cái thế giới các bạn ơi. Các bạn thông cảm nha, bây giờ mình sẽ khởi đầu một thế giới mới các bạn ơi. Wow, ở sát ở trên và sát ở dưới luôn các bạn ơi, khá là thuận tiện luôn. Wow. Khởi đầu gì là khá là may mắn luôn các bạn. What the fuck? Ở đây. Ở đây mình tưởng có một cục ở chứ. Đấy. Wow. Rất là nhiều luôn các bạn ơi, còn ở trên nữa các bạn. Cái tập đầu tiên mình sẽ lấy một ít thôi các bạn ơi. Và sau thì mình sẽ xây nhà sau các bạn. Đó, mình sẽ lấy một ít sắt này các bạn. Ồ, tuyệt vời luôn các bạn. Ồ. Thì đặt đầu tiên mà khởi đầu như vậy là khá là may mắn luôn các bạn. Ồ, mình đã tìm được bao nhiêu cục vậy? Ồ, tính thêm một cục này nữa là 13, ồ, 14 cục luôn các bạn ơi. Ồ, 15 luôn các bạn ơi. Wow. Thì tập đầu tiên mình đã được 15 cái cục sắt các bạn ơi. Mình để mình sẽ đi lên các bạn. Đấy. Mình sẽ ăn bánh mì nha. Tại vì ý. À các bạn ơi, thì mình sẽ dùng một ít sắt và để làm một cái đút đánh lửa các bạn ơi. Mình sẽ làm một cái đút đánh lửa. Đút đánh lửa các bạn. Thì mình sẽ cho các bạn biết là tại sao mình làm cái đút đánh lửa làm cái gì nha các bạn. Thì ok, thì mình sẽ làm một cái đút đánh lửa. Mình sẽ nung một cục sắt thôi. Mình sẽ nung sắt lên. Và mình sẽ đi kiếm một ít sỏi nha các bạn. Mình không muốn lọt xuống đó các bạn ơi. Đấy. Hy vọng bên đây sẽ có sỏi nha các bạn. Đấy, để sỏi nè các bạn. Đấy, mình sẽ lấy một cục sỏi lên đây. Và mình đang cần một cái đá lửa các bạn ơi. Mình sẽ làm một cái gọi là cái bật lửa, một cái bật lửa các bạn ơi. Mình sẽ tìm một ít sỏi từ cái cục, mình lấy một cục sỏi thôi các bạn ơi. Mãi nó không ra sỏi các bạn. Ra sỏi đi nào. Ôi. Chỉ cần một cục sỏi thôi các bạn ơi. À mình còn cục đá lửa thôi các bạn ơi. Đấy. Thì đây là đá lửa nha các bạn. Và mình sẽ cho các bạn biết tại sao mình làm đá lửa. Đấy. Thì mình sẽ làm một cái gọi là. Đây. Đâu rồi. Đây, dụng cụ đánh lửa nha các bạn. Wow. Thì mình sẽ cho các bạn biết tại sao mình làm dụng cụ đánh lửa nha. Ok, thì mình sẽ đợi nó nung sắt xong các bạn ơi. Mình sẽ đợi nó nung sắt. Trong thời gian nung sắt mình sẽ đi chặt một ít gỗ nha các bạn. Wow.
cá mực nữa các bạn. Thì cái hồ này, wow, cái hồ này khá là bé mà là bốn em mực sống chung với nhau các bạn ơi. Mình sẽ chặt luôn một cái, những cái cây gỗ này các bạn. Đấy. Thì tập sau mình sẽ xây một cái nhà các bạn ơi. Thì các bạn nhớ comment bên dưới là mình sẽ xây một cái nhà gì nha các bạn. Có nhiều bạn á thích mình xây một cái nhà rất là lớn, thì mình nghĩ là nếu mà nhà lớn thì mình sẽ chuẩn bị gỗ nhiều hơn các bạn. Mình sẽ không xây một cái nhà mà kiểu như cái kiến trúc nó quá xấu các bạn ơi. Thì ở cái phần trước mình xây nhà thì các bạn kêu là anh ơi, anh bỏ xây nhà xấu quá đi à, không có đẹp gì hết. Thì mình sẽ cố gắng xây một cái nhà đẹp hơn các bạn. Đấy, mình đã mà mình ok, mình sẽ lấy sắt nha các bạn, còn 4 cục nữa thôi. À các bạn ơi, cái đây là cái thùng gì các bạn, đây mình đập ra thử nha các bạn. Thùng ủ phân, mình không có biết cái khả năng của cái thùng này là gì bạn. Thường mình thấy thì dân này nó có cái thùng này các bạn ơi, mình không biết cái công dụng của nó ấy. Thì các bạn nào biết cái công dụng của thùng ủ phân á, các bạn comment bên dưới cho mình nha. Còn một cục nữa thôi các bạn ơi, thì mình sẽ chờ nung sắt xong và mình sẽ làm một cái, mình sẽ đi sử dụng cái này cho các bạn biết tại sao sử dụng cụm đánh lửa nha. Đấy. Ok các bạn, mình sẽ đi kiếm một ít thức ăn nào các bạn ơi. Ô, có cả con heo bên đây các bạn. Đấy, mình sẽ đốt con gà này lên và mình sẽ giết nó. Đấy, thì nó sẽ có luôn thịt chín nha các bạn ơi. Thì đó là cái cách mình nung nấu thịt mà không cần phải nhờ lò nung á các bạn. Nó tiết kiệm luôn nhưng mà phải dập lửa liền nha các bạn, thì đỡ cháy rừng các bạn ơi. Đấy, thì khá là tiện luôn các bạn ơi. Thì đó là một cái cách mà mình học được đó các bạn. Tôi không muốn bị cháy. Ôi, tí nữa chết các bạn ơi. Các bạn không nên đùa giỡn với lửa nha các bạn. Ủa, cái con gà đó đâu rồi? Cái con gà đó đâu? Đấy, thì giết mày. Đấy, thì mình đã có 3 miếng thịt gà chín rồi các bạn ơi. Mình sẽ qua khu dân làng mà phải giết một em một ít cùi nha các bạn. Thì mình sẽ chuẩn bị cái nguồn thức ăn để tập sau mình có thể mà xây nhà này không bị thiếu thức hốn thức ăn ấy. Wow, hồi nãy mình hình như cái thế giới này mình tạo là không chắc là ít, chắc là ít động vật luôn các bạn ơi. Đấy, thì đã có luôn thịt cừu chín nè các bạn. Hello những em cừu. Đấy, mình sẽ giết chúng. Wow, mình sẽ kiếm những cái nguồn thức ăn các bạn ơi. Ấy, chết đi nào. Đấy, nhắc xin lỗi các em cừu luôn. Mình chỉ cũng muốn kiếm thức ăn thôi các bạn. Wow, mình sẽ đi kiếm, mình sẽ giết một ít heo nữa các bạn ơi. Thịt heo bây giờ nó lên giá đó các bạn. Các bạn có biết cái tin đó không? Thịt heo bây giờ nó lên giá vãi luôn. Đấy, mình ra là rich kid trong thế giới này các bạn. Đấy. Con này nó khôn vãi linh các bạn, nó nhảy xuống nước các bạn ơi. Wow, con heo này thông minh thực sự các bạn. Đấy, chết mày đi. Ok, thì mình nghĩ mình cũng đã đủ thịt rồi các bạn ơi. Mình sẽ trở về là cái khu gần dân làng các bạn ơi, mình không muốn bị lạc ở dân làng. Wow, có cả một cái hang sâu các bạn ơi. Mình nghĩ là từ từ mình sẽ đi khám phá sau nha các bạn. Wow. Khá là tuyệt vời luôn. Mình sẽ đặt tạm cái rương của mình, cái những cái công cụ riêng của mình á, gần đây nha các bạn. Nhặt ở đây đi. Còn vật liệu bạn chế tạo cái giường. Và mình sẽ tới tạm cái rương nha các bạn.
Thì mình đã tìm được 45 cục gỗ bạn. Thì trong thời gian giữa hai tập mình sẽ cố gắng tìm thật nhiều gỗ để chuẩn bị xây nhà cho tập sau ấy. Wow, cái vuông Noel luôn các bạn ơi. Gỗ này, sắt này, mình sẽ bỏ những thứ mà không cần thiết vào. Thì ok, xin chào tất cả các bạn. Thì mình sẽ kết thúc tập này tại đây nha các bạn ơi. Thì nếu bạn nào thích series của mình á, thì mình đừng quên để lại một like và một subscribe, đặc biệt là đăng ký kênh cho mình, đặc biệt là comment những cái gì mà bạn biết về cái thế giới của mình nha các bạn ơi. Thì xin chào các bạn, bye bye.